Chào mừng các bạn đã đến với mua hàng online và trên tay mình đây là chiếc Pixel 3 XL mình canh sale cái hôm sinh nhật á, với mức giá là 2.690.000 cái dịp sinh nhật Lazada các bạn nha. Mức giá là 2.690 thôi, nhưng mình còn được hoàn thêm 200.000 tiền xu và tính ra là con này nó chỉ rơi vào tầm 2,5 triệu đồng mà thôi. Các bạn nhìn nha, mình được hoàn là 200.000 xu. Và đây là cái phiên bản 4 và 64 cũng như là máy màn ám nhẹ. Không chần chờ gì nữa, mình sẽ unbox nó ra ngay và luôn. Sau này mình thấy đóng cái gói khá là ổn nha, có những cái tem phiếu để mà tránh tráo hàng các kiểu á. Thì với những cái hộp đóng mà có những cái tem như này, các bạn phải chú ý kỹ nha. Nếu như mà tem nó có dấu hiệu bị rách hoặc là không còn nguyên vẹn á, thì các bạn sẽ là từ chối nhận hàng hoặc là thế này thế kia, báo lại với shop ạ, hoặc quay lại để mà báo với shop. Đơn vị vận chuyển là Shopee Express, một đơn vị mà mình cũng không thích cho lắm, bởi vì có thể là đơn hàng lớn nhiều nên là họ giao khá là lâu. Pixel 3 XL thì thực ra là mình có làm cũng khá là nhiều video trước đây rồi, nhưng mà những cái video đó thì nó đều rơi vào phân khúc giá là trên 3 triệu đồng. Và thực sự là bây giờ là Pixel 3 XL các bạn hoàn toàn có thể mua được với phân khúc loanh quanh tầm là dưới 3. Thực sự là năm ngoái là vẫn có thể là mua được dưới 3 rồi, nhưng mà có thể là hàng đó xấu, ám nặng các kiểu ha. Còn ám nhẹ như này thì chúng ta hãy thử xem nó như thế nào. Và bên trong thì mình thấy là được tặng kèm một cái dây cáp A2C, có vẻ như là đến từ Samsung, nhưng mà có vẻ như là cáp lô thôi à, chứ không phải là cáp zin đâu. Rồi, bọc chống sốc và chỉ có máy trần, không có cái bộ sạc đi kèm các bạn ạ. Nhưng mà những cái bộ sạc của Google Pixel thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo những cái củ sạc mà có chuẩn PD tầm 18W cho đến là 30W nha. Có mức giá cũng rất là rẻ ở trên thị trường. Ví dụ như là gần đây thì mình có làm về cái bộ sạc PD 25W đến từ Vivan Power 25U, thì tất nhiên nó cũng sẽ là tương thích với những cái dòng Google Pixel và với con máy này. Đầu tiên nhìn vào hình thức thì mình thấy là mặt lưng của nó vẫn còn khá là ok luôn, khá đẹp luôn. Đây là cái phiên bản màu đen và mặt lưng này thì được xử lý hơi nhám nhám, chung khá đẹp, không có xước sát gì. Và củng camera thì tất nhiên nó cũng có một vài những cái dấu hiệu của thời gian, nhưng mình nghĩ là vẫn ổn ha. Nói chung là cái mặt lưng này thì mình chấm nó vẫn còn đạt tầm khoảng là 95%, nó không quá gọi là cũ. Còn với cái phần bộ khung thì mình thấy là nó cũng có những cái dấu hiệu của thời gian rồi, kiểu như là nó bị oxy hóa cái này thế kia các bạn. Bạn nhìn đây này, là thấy này, thấy chưa, nó không còn mới keng ha. Thì cái phần bộ khung này thì chắc nó đạt tầm khoảng là 90% thôi đó. Bộ khung thì nó hơi xấu. Cánh phải thì chúng ta có phím bấm tăng giảm âm lượng này, phím nguồn đặt ở phía trên, cánh trái thì trống trơn, phía trên có micro phủ và bên dưới có cổng USB Type-C, có khay SIM. Và phía trước con này, shop này họ mở nguồn lên rồi, chúng ta có cái tai trâu kích thước là siêu to khổng lồ ha. Và cái cằm bên dưới thì nó cũng rất là dày luôn. Và cái màn hình phía trước thì mình thấy là nó hơi cũ tí thôi, chứ ngoài ra thì vẫn còn ổn, đẹp, không có xước sát gì hết. Và quan trọng nhất là cái phiên bản ám nhẹ này, các bạn phải mở tông màu trắng nha. Đó, như này đúng là ám nhẹ thật. Bởi vì là nó như kiểu là chúng ta bật cái chế độ đọc sách ấy, chế độ bảo vệ mắt thì nó sẽ thiên về cái tông ám vàng thôi, chứ không phải là theo kiểu là nó ám nặng. Là thực sự là cái màn nó hơi khó chịu nha. Và chúng ta có thể là tinh chỉnh màu sắc ở bên trong này tự nhiên này, tăng độ nét và thích ứng, thì mình nghĩ là cái tự nhiên thì nó sẽ ít ám hơn. Nó nói chung là màn này dùng bình thường không có vấn đề gì hết, và máy thực sự là vẫn còn khá mượt ha. Rồi bây giờ thì mình cũng sẽ phải tiến hành test con máy này trong khoảng thời gian là vài ngày, rồi sau đó mình chia sẻ thêm đến anh em. Mình thấy shop này là họ có tải những cái app để mà test test máy này, áp suất này, nó vẫn còn nhảy ha, là nó vẫn còn chống nước khá là ok. Mình đã quay trở lại rồi đây. Như vậy là sau khoảng vài ngày mình test con Pixel 3 XL thì đây là video mình review chi tiết hơn. Đầu tiên là một vài những cái cách để các bạn kiểm tra máy cũ, thì thực ra nó cũng rất là đơn giản thôi. Các máy cũ thì đều có một cái cách kiểm tra chung như nhau, các bạn sẽ test từ bên ngoài vào bên trong, tức là hình thức bên ngoài á. Và tiếp theo nữa là chúng ta kiểm tra từ phần cứng đến phần mềm. Hình thức bên ngoài thì các bạn cứ quan sát thật kỹ giúp mình những cái góc cạnh này, bộ khung có bị cong vênh hay không, rồi là những cái phím cứng còn hoạt động tốt hay không, cổng sạc, rắc cắm. Tiếp theo là những cái cảm biến như kiểu là cảm biến vân tay này. Với những dòng máy có chống nước thì chúng ta sẽ test thêm áp suất. Test áp suất thì có rất là nhiều app. Các bạn có thể là test bằng cái app là sensor như thế này. Chúng ta vào phần barometer.
chúng ta vào phần pressure, đó, nó sẽ nhảy cái đơn vị là HPA. Con số này nó nhảy càng cao á thì chứng tỏ máy còn nhiều áp và khả năng chống nước của nó còn tốt nha. Còn nếu như không nhảy hoặc nhảy ít á thì cái khả năng chống nước của nó đã suy giảm nhiều rồi. Đó, được tiếp theo nữa là kiểm tra cái màn hình cảm ứng rất là quan trọng này. Vì thường những cái dòng flagship cũ hay bị tình trạng ám màn lưu ảnh phản quang thì các bạn sẽ kiểm tra kỹ xem là cái màn nó có bình thường hay không, bị ám nhiều hay không, bị lưu ảnh nhiều hay không, có phản quang rồi đốm màn các kiểu gì đó hay không. Cũng như là kiểm tra xem có bị loạn cảm ứng hay không bằng cách là các bạn di chuyển như thế này hoặc là chơi vài ván game. Chung là các bạn sẽ test trong vòng 3 ngày đầu tiên càng kỹ càng tốt ha. Còn những cái chức năng của nó thì cũng rất là đơn giản thôi, như kiểu camera này, rồi là cái micro này. Micro các bạn có thể là bấm quay video như thế này để test xem là những cái micro phủ á, lọc ồn nó có hoạt động hay không. Bởi vì thường một cái con máy thì nó sẽ có là 2 đến 3 micro, có nhiều máy là có lên đến 4 micro ha. Các bạn sẽ vào cái phần ghi âm để mà test cái micro chính ở bên dưới nó có hoạt động hay không, rồi là loa, chuông, mic, rung các kiểu, các bạn cứ test đó. Với con Pixel 3 XL của mình ở đây á, thì nó đang cài cái phiên bản là Android 10 đó, và hiện tại con này thì mình thấy là nó đã được nâng cấp lên là Android 12 rồi nha. Trước đây thì mình làm Pixel 3 XL là cái phiên bản cũng Android 12 luôn, và hồi năm ngoái kích thước nó rất là nặng này thì mình thấy là nó xài không tốt bằng Android 10. Thực sự là mình đang xài cái phiên bản Android 10 thì mình thấy là cái khả năng tối ưu về cái độ mượt này và đặc biệt là cái trải nghiệm gaming có vẻ như là nó tốt hơn nha so với những cái Android cao. Điều này thì hoàn toàn dễ hiểu thôi, bởi vì Pixel 3 XL là ra mắt vào thời điểm năm 2018 mà. Đó, nên là thời điểm đó thì nó sẽ tương thích tốt nhất với lại là Android 10. Và Android 10 thì xài vẫn rất là ok, rất là thoải mái rồi. Về cấu hình thì các bạn có thể dùng app HW Info màu xanh như thế này này để mà chúng ta check những cái thông số chuẩn. Đó, các bạn nhấn OK ha. Chúng ta sẽ có là RAM là 4GB, LPDDR4X và RAM này là đến từ Samsung này. Và bổ nhớ trong là UFS 2.1, chipset Snap 845. Con 845 thì có 8 nhân và chia thành 2 cụm. Cụm cao là 2.8GHz, cụm thấp là 1.8GHz, các kiến trúc là 10nm, Adreno 630 là GPU. Với là những cái thông số chính xác màn hình này là 18.5:9, 2K cổng 1440x2960 pixel, màn hình là 60Hz, có HDR10 và có 522 ppi, rất là sắc nét luôn. Rồi là cái cảm biến camera là IMX355 đến từ Sony đó, cảm biến góc rộng. Rồi là pin này 3430 này, những cái hệ thống cảm biến trên này này, gia tốc. Các bạn có thể test thêm những cái hệ thống cảm biến như này, ánh sáng đồ này kia là thông số chuẩn của nó. Và thực sự là với cái thông số cấu hình như này thì với con 3XL thì nó vẫn chạy quá nhanh và mượt luôn. Cái sự mượt của nó thì mình án chừng phải ngang ngửa với những cái con iPhone như kiểu là XR, XS, XS Max á, thì nó sẽ ngang với đời A12 Bionic. Điều này thì cũng hoàn toàn hợp lý thôi. Những cái dòng trên thì cũng đã bắt vào năm 2018, chung là rất ổn định, rất mượt, nó không có điểm gì để mà chê. Những cái tác vụ cơ bản thì các bạn yên tâm là con này vẫn còn hoạt động rất là ngon lành. Shopee, Tiki, Lazada, TikTok, YouTube, Facebook, chat chit online các kiểu. Còn quan trọng là về gaming thì mình có test với 3 tựa game phổ biến là Liên Quân, PUBG và Genshin Impact nha. Với Liên Quân Mobile thì nó vẫn còn cân quá là tốt, mượt ở mức gọi là 60fps và nó cũng không nóng lên quá là nhiều trừ khi các bạn chơi nhiều trận. Cái này thì cũng có thể là do phiên bản Android 10 nó tối ưu tốt. PUBG Mobile thì vẫn rất bá đạo khi mà chúng ta vẫn đẩy lên được mức cực cao là 60fps và mình thấy là bắn nó vẫn rất là mượt thôi. Và Genshin Impact thì vào thì vẫn còn có thể là chơi tốt ở mức gọi là 30fps. Chỉ có điều là những chiếc flagship cũ các bạn đã biết rồi thì nó sẽ bị cái tình trạng nhanh nóng, nên các bạn sẽ là chơi game ở cái mức gọi là trung bình, không quá hardcore nó. Ví dụ như là một ngày các bạn chơi 2-3 ván hoặc là cao lắm là 3-4 ván mà giãn cách ấy, không phải là chơi liên tục. Ví dụ như sáng làm trận, trưa làm trận, tối làm 2-3 trận. Ví dụ nhu cầu của mình này thì con này vẫn dư sức nha, bởi vì là mình không phải là chơi game liên tục, mình chỉ là cuối ngày chơi khoảng là 1-2 ván game giải trí thì con này vẫn quá ok luôn. Còn nếu như bạn nào mà muốn hardcore về game á, nâng cao hơn một tí thì có thể sắm những cái combo như kiểu là cái sò lạnh này này. Sò này thì mình xài từ năm ngoái đến giờ nha, nó rất là tốt luôn. Đó, các bạn cắm vào ví dụ như là cái chỗ nào mà nó nóng lên nhiều, thường là những cái vị trí mà đặt CPU á, ở phía sau là nó nằm cái khúc gần camera á. Các bạn dí nó lên trên như thế này này.
thì nó sẽ làm lạnh và máy sẽ rất là mát, và các bạn có thể là chiến được liên tục tầm 4 5 6 ván game vẫn hoàn toàn bình thường nhé. Đó, nhưng mà các bạn sẽ thêm một cái combo như kiểu là một cái viên pin sạc dự phòng cắm vào cho nó tiện, hoặc là thích thì làm thêm một cái bao tay này nữa, chơi game nữa thì nó cũng rất là rẻ thôi. Thì đường link của những cái món đồ chơi này thì mình cũng sẽ để phía dưới mô tả video luôn nha. Các bạn quan tâm thì cứ bấm vào thì nó sẽ chơi game được nâng cao hơn. Còn nếu như mà không dùng những cái công cụ đó thì nó chỉ phù hợp với nhu cầu là chơi game cơ bản thôi nha. Về camera thì tiếp tục là cái điểm mà khiến mình hài lòng và quyết định lựa chọn con Pixel 3 XL này, khi mà cái khả năng chụp ảnh của nó vẫn cực kỳ là bá đạo. Mặc dù chúng ta chỉ có đúng duy nhất là một cam 12,2 chấm và có chống rung quang học OIS. Đó, những cái thông số cảm biến thì nó cũng không phải là những cái loại tốt và loại mới, nhưng cái khả năng tối ưu của nó thì đủ khiến các bạn phải hài lòng. Thì đầu tiên này, cho các bạn xem một vài những cái tấm mình chụp điều kiện đầy đủ ánh sáng thì cái ảnh nó quá là đẹp, nét, màu sắc nó hiển thị theo cái thiên hướng trung thực, không làm ảo như những cái dòng máy gọi là Trung Quốc mà có AI. Thế nhưng tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, các bạn zoom và các bạn thấy rõ chi tiết của từng cái lá, mặc dù là có hàng trăm chiếc lá, thấy được những cái đường gân, những cái vết chàm ở trên những cái lá này luôn này, các bạn thấy nó quá là bá đạo luôn ha, thực sự là chụp quá bá. Đó, chi tiết lên rất nhiều luôn, chung chụp trong điều kiện đủ sáng là có thể nói là cam Google Pixel là ở cái mức gọi là hoàn hảo luôn nhé, quá hoàn hảo luôn những cái bức ảnh. Đó, một vài tấm mình chụp trong điều kiện gọi là ánh sáng ngoài trời cũng không quá thuận lợi, nó khá là ánh sáng gắt thôi, nhưng mà bức ảnh nó thu về là HDR các kiểu thì vẫn rất là ngon. Những cái vị trí mà thiếu sáng các bạn zoom lên các bạn vẫn thấy rõ những cái chi tiết này. Đó, những cái tấm như này này, quá bá luôn ha. Thực sự là cam và thuật toán Google Pixel á thì nó thiên về cái sự trung thực, tức là các bạn nhìn thấy cảnh vật ngoài đời như thế nào thì nó sẽ thu vào như vậy, chứ nó không có thiên hướng làm ảo như cam Oppo, OnePlus hay là cam của các dòng máy Samsung ha. Đó, thiên về tính chân thực và chi tiết cao. Và tiếp theo bonus thêm một vài tấm nữa. Đó, chụp cái ly nước, màu sắc nó rất là chân thực luôn, cà phê. Tiếp theo, khả năng chụp đêm thì cũng đủ khiến các bạn không phải thất vọng này. Những cái tấm này mà dùng những cái con máy như kiểu là Redmi Note của Xiaomi mà chụp thì thực sự là không thể nào mà thấy được chi tiết nó rõ ràng. Đó, đây là những cái tấm mình chụp trong điều kiện ban đêm đó, hoặc là những cái điều kiện thiếu sáng ha. Những cái điều kiện thiếu sáng khá là như này này, những điều kiện này nó khá khó nha. Tuy tất nhiên là có ánh đèn, nhưng lúc này thì trời nó tầm 9-10 giờ đêm á, thì làm cái điều kiện nó không quá thuận lợi đâu nha, đòi hỏi camera phải tốt. Và tất nhiên là khi kích hoạt cái chế độ là chụp đêm lên thì các bạn thấy chi tiết nó nét như ban ngày luôn nè, rất là đã luôn. Và nhìn này, chi tiết như ở bầu trời này, rồi những cái cảnh vật bên đường này, nó bạn sẽ xem một vài tấm hình chụp đêm khác, quá nét luôn, thấy rõ được cái địa chỉ và số điện thoại các kiểu của những cái cửa hàng bên đường. Rồi khả năng quay phim thì Pixel 3 XL chúng ta có chống rung OIS và chất lượng video thu về thì nó cũng tương đối là ổn định ha. Chung là cá nhân mình thấy là so với những dòng iPhone thì nó chưa bằng được, nhưng mà tính ra là khả năng quay phim như vậy thì mình nghĩ là cũng khá tốt rồi. Nếu như và đặc biệt là xét trong cái phân khúc giá rơi vào tầm 2,5 triệu đồng như này thì thực sự là cam con này nó khá là hoàn hảo rồi, cũng không có gì để mà chúng ta phải đòi hỏi nhiều hơn. Về âm thanh thì máy trang bị loa stereo. Chúng ta sẽ có hai loa và nó sẽ có cái lợi thế là nó sẽ tạo nên cái hiệu ứng stereo, cũng như các bạn mà chơi game ấy, thì là sẽ nghe được bước chân quân địch ở nhiều hướng hơn. Và tất nhiên là flagship nên là hai loa con này thì cũng được đầu tư với chất lượng, nó gần tương đồng với nhau chứ không phải là loa kép trên những cái mẫu giá rẻ. Thường cái loa thứ hai chỉ làm cho có hiệu ứng thôi chứ nó không được đầu tư nhiều ha. Và về pin thì máy đang trang bị dung lượng là tầm hơn 3400 mAh ha. Và chúng ta tích hợp tính năng sạc pin không dây ha, một cái tính năng cũng khá là cao cấp này. Đặt lên cái là đó, ngay lập tức nó sẽ sạc pin không dây. Nói chung ở cái mức chữa cháy ha. Nếu như con cái sạc dự phòng Vivang của mình ở đây này là công suất sạc không dây 15W thì nó cũng đủ sạc cho con này được tầm 50% pin trong thời gian khoảng tầm 1 tiếng. Đó cũng không phải là quá lâu thì mình nghĩ cũng ok các bạn, nếu như mà muốn xài thêm pin sạc dự phòng không dây.
hoặc là để sạc không dây thì có thể là kết hợp. Cũng như con này thì nó có sạc PD nha. Cái chuẩn sạc PD là 18W bây giờ nó cũng rất là phổ biến rồi. Các bạn có thể là dùng những cái bộ sạc PD của iPhone này. Những cái bộ sạc iPhone là cũng chuẩn PD vẫn sạc được nhanh cho con này hoàn toàn bình thường. Và những cái bộ sạc PD bây giờ trên thị trường thì rất là nhiều rồi. Như kiểu gần đây thì mình có làm cái sạc PD 25W của Vivan, giá nó rất là rẻ, chỉ tầm 170-180 như thôi mà các bạn vẫn có thể là sạc được vừa PD vừa quick charge các kiểu. Thì về cái phụ kiện thì bây giờ mình thấy là nó cũng không quá gọi là kén nữa đâu. Chỉ có duy nhất một điều là cái jack chuyển của con này này thì nó phải là cái loại mà có chip DAC thì nó mới tương thích. Nếu như những cái loại jack chuyển Type C qua 3.5 bình thường thì nó sẽ không tương thích được tốt đâu. Nhưng mà những cái loại mà có chip DAC trên thị trường bây giờ nó cũng rất rẻ, tầm 70-80k là có rồi. Thì các bạn cũng có thể là mua thêm phụ kiện ha. Nhược điểm của Pixel 3 XL thì theo cá nhân mình nghĩ là với những cái thứ mà nó thể hiện trong cái phân khúc tầm quan trọng là so với tầm giá 2,5 mình mua được là hầu như là mình nghĩ là rất khó để mà có điểm mà chê trách con máy này. Chỉ có một vài những cái điểm thiếu sót các bạn lưu ý thôi, như kiểu là nó chỉ có một sim vật lý này, và những cái loại như này thì thường là màn nó không được đẹp 100%, nó sẽ hơi ám theo kiểu vậy. Nhưng mà nếu như các bạn chấp nhận được thì là lựa chọn quá ngon để mà chụp ảnh, xem phim giải trí và thậm chí kể cả là gaming đó, ở trong phân khúc giá như thế này. Thì nội dung của clip đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.